Ella cảm động khi nghe Chipu kể lại kỷ niệm về bố. 30 tuổi tôi vẫn thích ngồi lên chân bố hương vị Trung Hoa tập 6. I feel like me and my dad never fight, never argue. Oh, 是吗? 你和你爸特别合。 I talk to my dad like always a loving word. Oh. And like say sweet things to each other. Oh. Until now, I'm like 30 years old, but when I see my dad, I still like hug and kiss. Oh. Sit on his leg. And then, Trong tập phát sóng chiều ngày 8 tháng 9 của show ẩm thực A Delicious, Chipu tiết lộ cô rất thân thiết với đấng sinh thành, đến giờ vẫn giữ thói quen ngồi lên chân bố. Nữ ca sĩ cho biết hai bố con chưa từng cãi nhau, luôn nói những lời ngọt ngào với nhau. Mỗi lần gặp nhau, cô thích ôm và thơm má bố. Chipu còn làm động tác mô phỏng hình ảnh cô tựa đầu vào vai bố. Tâm sự của cô khiến ca sĩ Ella Trần Gia Hoa, ca sĩ Cung Lâm Na và MC Ngô Hân vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ. Bởi họ chưa từng bày tỏ tình cảm thoải mái với bố đến vậy. Đây là lần hiếm hoi Chipu kể về bố trước truyền thông. Cô từng cho biết bố là bộ đội nên rất nghiêm khắc. Ông dùng kỷ luật trong quân đội để rèn luyện tính kỷ luật, kỹ năng làm việc có kế hoạch cho con cái. Trước đây, bố mẹ đều không ủng hộ Chi dấn thân showbiz. Nhưng họ bị thuyết phục khi chứng kiến con gái thể hiện sự quyết tâm. Trong show âm nhạc cá nhân Chipu Great Show năm 2020, Chipu rơi nước mắt nhắc lại ám ảnh tuổi thơ về những lần chứng kiến bố mẹ mâu thuẫn, gia đình không êm ấm. Nối tiếp thành công tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Chipu được đón nhận tại show thực tế A Delicious. Cô cùng các chị đẹp của show Đạp Gió ghé thăm nhiều vùng đất khắp Trung Quốc và khám phá văn hóa ẩm thực địa phương. Không chỉ ghi điểm về nhan sắc, Chipu tiếp tục cho thấy tinh thần cởi mở, chịu chơi khi tham gia showbiz ở Trung Quốc. Cô luôn mang theo bộ thẻ từ vựng để trau dồi ngoại ngữ và cố gắng dùng tiếng Trung bày tỏ những lời khen, diễn đạt ý muốn nói trên màn ảnh. Điều này giúp cô tạo thêm thiện cảm với các tỷ tỷ. Ngoài hai show thực tế này, Chipu sắp tới sẽ góp mặt tại show truyền hình mới Hello Saturday, phiên bản mới của Happy Camp, Khoái Lạc Đại Bản Doanh, chương trình thực tế ăn khách của Trung Quốc hơn 20 năm qua.